Với hơn 20 triệu, liệu A64 có đáng mua hay chúng ta có thể tiết kiệm hơn 3 triệu với A6003 mới, thậm chí nhiều hơn nữa nếu các bạn mua A6003 hàng second hand. Sau đây là ghi tóc tập 2 và chúng ta sẽ nói về A6004. Điều đầu tiên mình quan tâm khi mua A64 đó chính là cái màn hình lật. Thì màn lật này rất là tiện để các bạn quay vlog có thể bố cục khung hình cũng như là các bạn có thể chụp hình selfie. Tuy nhiên thì nhược điểm của màn hình lật này đó là nó yếu hơn nhiều so với những màn hình lật của A6003 hay A6005. Cũng dễ hiểu bởi vì để lật được 180 độ nó phải thêm một số khớp ở đây nữa. Và đương nhiên là nó không thể nào chắc bằng A6003 rồi. Tuy nhiên cái thiết kế của màn hình lật này thì mình không thích cho lắm. Tại vì trước đây mình có xài qua thử màn hình lật của dòng Canon hay là Panasonic thì nó lật ngang như thế này. Và cái ưu điểm của việc lật ngang là các bạn có thể gắn cái mic lên trên cái hot shoe như thế này. Tại vì quay vlog mình rất là cần âm thanh. Vì vậy là cái màn hình lật của A6004 nó không thấy màn hình đâu. Tuy nhiên có một ưu điểm là có rất nhiều hãng thứ ba làm phụ kiện cho A6004. Cụ thể là ở đây mình có một cái air bracket để gắn phụ kiện lên và nó có một cái console ngay đây. Thì mình có thể gắn mic lên như thế này. Đây. Và đây là combo quay vlog của mình. Nói về pin thì mình thấy có một điểm trừ của Sony, đó chính là Sony A6004 mặc dù là con máy mới nhất của Sony, không tính A7R4 mới được Sony giới thiệu thì A6004 là con máy mới nhất đang được bán ra và pin nó sử dụng là pin LD50 của những dòng cũ. Mà mình thắc mắc tại sao nó không sử dụng pin FZ1000 với thời lượng pin gần gấp 3 lần cái cục pin này. Đó là một điểm trừ. Tuy nhiên khi mình trải nghiệm sử dụng á thì cục pin này nó cho mình khả năng quay là khi mình quay Full HD á, thì nó cho mình quay tới gần 2 tiếng lận. Mình thấy đây là một điều cải thiện rất là nhiều. Bởi vì mặc dù sensor, cái công nghệ sensor nó cũng khá là tương đồng với những dòng máy trước A6003, A6005. Tuy nhiên là chip của Sony A9 còn 100 triệu á. Cho nên là mình nghĩ là một điểm cộng. Một điều đó là khi mình quay liên tục trong gần 2 tiếng đó thì mình thấy máy mình nó không quá nóng. Tức là nó cũng không có bị overheat nữa. Tại vì với những dòng A6003 này nó có cái nhược điểm là khi bạn quay ở thời gian lâu thì nó sẽ bị overheat, máy nó sẽ tự động ngưng. Lúc đó là máy rất là nóng luôn. Và ở trên A6004 được cải thiện điều này. Một điểm cộng thứ hai, công nghệ mà tất cả các hãng máy ảnh đều chạy đua đó chính là khả năng lấy nét. Thì Sony là một trong những hãng có khả năng lấy nét nhanh nhất. Và đặc biệt là ngoài cái chuyện lấy nét nhanh ra, nó còn những cái tính năng tích hợp, ví dụ là lấy nét khuôn mặt, nhận diện mắt người. Và một tính năng vừa mới được Sony giới thiệu và tích hợp trên con A6004 này, cho nên là nhận diện khuôn mặt của động vật, dành cho những bạn mà thích mua máy về chụp chó chụp mèo giống như là mình. Về khả năng chụp liên tục thì Sony A6004 chúng ta khả năng chụp lên đến 11 khung hình trên giây, điều mà chúng ta trước đây chỉ thấy trên những máy chụp thể thao to như thế này thôi. Mặc dù đó không phải là tốc độ cao nhất nếu so sánh với Sony A9 là 20 khung hình trên giây. Tuy nhiên với 10 khung hình trên giây mình nghĩ đó là quá dư so với nhu cầu bình thường rồi. Về khả năng hiển thị thì ở đây mình có mượn được một con A6003. So sánh A6003 và A6004 thì thông số của màn hình của cả hai máy này là như nhau, theo nhãn xuất là như nhau. Tuy nhiên A6004 đã được tích hợp cảm ứng, mặc dù đó chỉ cảm ứng để lấy nét thôi chứ không cảm ứng trong menu được. Tuy nhiên đây là một cái điểm cộng. Điểm cộng thứ hai là màn hình của A6004 đã sáng hơn màn hình của A6003, và khi bạn quay 4K trên A6003 thì nó có một hiện tượng là nó sẽ bị tối đi. Cho nên là A6004 rất thích hợp cho những bạn nào hay quay ở ngoài trời, đặc biệt là những nơi có ánh sáng mạnh. Có bạn hỏi mình là so sánh về khả năng quay phim của A6004 với XT30. Tuy nhiên mình không có sử dụng Fuji XT30, cho nên là mình sẽ nói những nâng cấp của A6004 so với A6003. Thì về khả năng quay phim A6004 và A6003, khả năng quay phim là tương đương nhau. Chất lượng cao nhất là 4K 30 frame. Tuy nhiên về profile màu thì A6004 được tích hợp profile HLG là Hybrid Log Gamma. Profile này rất thích hợp dành cho những bạn mới tập quay phim như mình, có thể về chỉnh một chút về màu sắc. So với S-Log thì S-Log đòi hỏi nhiều kiến thức cũng như kỹ năng hơn khi các bạn quay cũng như về dựng lại. Ngoài ra, nói về profile S-Log của A6004 cũng được cải thiện so với A6003 là cái ISO thấp nhất đã được hạ xuống là 500 so với 800. Thì những bạn nào có kiến thức cơ bản về khẩu tốc ISO để có thể hiểu được cái lợi của việc giảm cái ISO thấp nhất này. Như vậy mình đã liệt kê tất cả những điểm khác biệt của A6004 và A6003. Về một số điểm chính đó là có màn hình lật, pin sử dụng lâu hơn, không bị overheat và một số tính năng về quay phim được nâng cấp khá là đáng kể. Thì nếu các bạn thấy những nâng cấp đó phù hợp với nhu cầu của mình thì hãy chọn A6004
Còn không thì các bạn có thể sử dụng A6300. Ngoài ra những bạn mà mới bắt đầu thì mình nghĩ với 20 triệu A6400 cũng khá là xứng đáng, bởi vì nó có khả năng 14K, có màn hình lật và đặc biệt là kích thước rất là nhỏ gọn, có thể bỏ vào bất kỳ túi nào. Vậy là kết thúc Gear Talk tập 2 của mình rồi. Hy vọng điều mình nói đã đơn giản và dễ hiểu hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở Gear Talk tập 3. Ở Gear Talk tập 3 thì mình cũng chưa biết là mình sẽ nói cái gì hết. Chắc là mình sẽ quay quanh A6400 bởi vì mình có rất nhiều phụ kiện để giới thiệu cho các bạn khi mới mua máy, cũng như những setup cơ bản khi mới bắt đầu mua máy. Hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn, hãy like, share và subscribe kênh của mình. Ở đây mình có A6300 mượn của một bạn, The Film Guy, kênh của bạn. Để đây, bạn nào chưa subscribe thì bấm subscribe.